Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho chúng ta một đôi chút kinh nghiệm để chúng ta lựa chọn một cái bộ micro làm sao cho nó phù hợp với cái thiết bị hiện tại mà chúng ta đang có tại nhà mọi người ha. Và từ trước tới giờ thì mình cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp mà quý khách hàng chúng ta đã có đầy đủ các thiết bị, ví dụ như là loa, main công suất, rồi là vang số, micro đầy đủ cả rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn feedback là kêu là micro hát rất là nặng, hát không hay, không rõ với chất âm thật của chúng ta. Rồi khi đó chúng ta lại vào các kênh YouTube với các cái kênh này kia để chúng ta tìm hiểu. Thì thực chất với mọi người là mỗi khi mà một ai đó người ta review một cái gì thì chắc chắn rằng là luôn luôn hay. Cái micro mà họ review thì chắc chắn sẽ là hay. Đó. Thì lý do tại sao mà khi review hay thì một lát nữa gần nhất đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người vì sao mà khi review thì cái micro họ hát, họ test này kia chúng ta nghe cảm giác rất là hay. Mà nhưng mà khi chúng ta mua về nhà thì tại sao là không hay? Đó là một cái rất là nan giải mà chúng ta đang gặp phải. Ok, thì mình sẽ vào cái chủ đề chính của clip ngày hôm nay luôn mọi người ha. Thì thông thường mà khi gặp những cái trường hợp như vậy á, tại vì có những cái nguyên do ở đây là gì? Tức là khi mà một đơn vị họ review một cái cặp mic nào đó thì họ phải lựa chọn đó là thiết bị của họ, bao gồm ví dụ như là tính chất của cặp loa, tính chất của cục main công suất, tính chất của cái vang số, rồi đến tiếp theo nữa là tính chất của cái micro. Những cái này nó phải được đồng bộ hóa với nhau. Về vấn đề đáp tuyến này kia, nó phải được cân bằng, nó phải được đạt, nó phải cho ra một đáp tuyến gọi là tương đối là chuẩn. Thì khi đó họ đưa cái bộ mic vào thì khi đó họ test, họ setup này kia nữa thì nó sẽ rất là ok và tối ưu được với cái combo mà họ đang có. Còn khi chúng ta xem thấy họ review, thấy họ hát, họ test hay như vậy, rồi chúng ta lại đi gọi điện tới và đặt là lấy cho tôi cái mạ mic đó, rồi về chúng ta lắp vào cái thiết bị của chúng ta đang có, thì mình dám chắc chắn với mọi người rằng là nó không hay đâu, và cũng là hên xui, có khi lại là hay. Nếu như mà cặp mic này nó phù hợp về cái thông số đáp tuyến của cái hệ thống âm thanh của chúng ta đang có thì có thể là nó sẽ hay. Còn nếu như chúng ta mua phải một cặp mic vô tình nó không hợp với cái bộ dàn của chúng ta thì nó sẽ không có được tối ưu. Thì về cái vấn đề cái sai số của thiết bị á, thì mình sẽ làm vào một cái clip sau, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn để mọi người chúng ta được nắm rõ hơn vì sao các thiết bị nó lại có các độ sai số như vậy, và nó lại làm cho các thiết bị khi phối ghép với nhau nó không có được phù hợp. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người vào một clip khác mọi người ha. Nếu mình nói chung ở đây thì nó cũng khá là dài. Từ trước tới giờ á, là Thiên Vũ bán thiết bị nó khi nào cũng có cái nhích về cái giá hơn một chút, cao hơn so với thị trường đâu đó. Ví dụ như là cặp mic này mình bán thị trường bán 7 triệu, bên mình bán 7 triệu 500. Nó có nguyên do cả mọi người ha. Khi mà quý khách hàng gọi qua Thiên Vũ á, thì các bạn đều hỏi là chúng ta đang xài loa gì, đang xài cục đẩy công suất như thế nào, rồi vang số như thế nào, để nắm được cái tính chất của các thiết bị này khi nó phối ghép với nhau á, thì nó có phù hợp về cái đáp tuyến thông số hay không, rồi nó cho ra cái âm thanh nó có tối ưu hay không, thì khi đó các bạn mới quyết định là tư vấn và bán cho quý vị chúng ta cái bộ mic này. Chúng ta mua một thiết bị gì đó thì cần có kỹ thuật tới tận nhà để setup cho chúng ta. Thì khi vậy thì họ sẽ đo được cái đáp tuyến, họ sẽ biết được rằng là cái mic này đang dư ở tần số nào và cái hệ thống âm thanh của chúng ta đang dư ở những cái tần số nào, và khi đó họ sẽ cân bằng lại, họ sẽ cắt bỏ và họ cân bằng lại, thì khi đó cái cặp mic của chúng ta hát nó mới nhẹ nhàng, nó mới giảm đi cái vấn đề bị hú rú rít này kia mọi người ha. Thì một lát ở đây thì mình sẽ test cho mọi người chúng ta là ba cái mic mà mình đang có đây, mình sẽ để phẳng hết để xem là cái mic nào ok nhất, tức là mình chưa setup kia gì hết á, mà mình để phẳng như vậy để mình test xem là cái đáp tuyến và nó cho ra một cái âm thanh mic nào là chuẩn nhất. Hiện tại thì mình đang xài một chiếc vang số cái 180A và mic 1, mic 2 mình đang blast hát, và ở mic 3 cũng vậy, mình đang để blast hết, để phẳng hết để mình test xem là cái âm nó cho ra như thế nào. Bây giờ mình test ba trong ba mic này, mình thấy cái mic nào nó cho ra cái âm chuẩn nhất thì là cái mic đó phù hợp với cái cấu hình mình đang phối ghép đây. Thì là khi đó mình mới quyết định là lựa chọn cái mic đó để quyền phối ghép cho cái cấu hình này.
Và bây giờ thì mình sẽ chọn một cái bài beat guitar cho mọi người ha, để mình để nó có thể rõ được cái giọng hát của mình hơn. Và cái thứ hai nữa thì mình sẽ hát sẽ không có sử dụng echo mà mình sẽ sử dụng một xíu reverb thôi, để cho mọi người chúng ta cũng được dễ cảm nhận hơn. Thì thực tế thì khi mà chúng ta ở ngoài đây, chúng ta trực tiếp ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn. Còn khi mà chúng ta khi mình quay trực tiếp và thu âm trực tiếp như vậy thì chúng ta sẽ khó cảm nhận hơn. Thì để ở ngoài mình cảm nhận xong rồi lát là mình sẽ tâm sự với mọi người. Ok mọi người, thì cái mic mà mình sẽ test đầu tiên đó là cái mic sound mic 599. Chơi mới biển, ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xôi mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên em. Mic thứ hai mà mình sẽ test đó là một cái mic của Trung Quốc, giá đâu đó cũng tầm 6 triệu mọi người ha. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xôi mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên em. Tiếp đến thì mình sẽ test một cái mic Shure SM58 chính hãng mọi người ha. Nói Shure thì chắc chắn là mọi người chúng ta ai cũng đều biết rồi. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên em. Ok, thì vừa rồi thì mình có test ba cái dòng mic khác nhau trên cùng một combo hệ thống này mọi người ha. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta có cảm nhận được hay không? Bởi vì là khi mình đang thu mình thu trực tiếp á, cho nên là để mà nghe được cái độ chi tiết thì mình nghĩ là sẽ rất là khó cảm nhận. Và mình sẽ chia sẻ một cái cảm nhận của mình đã test vừa rồi đây. Ba cái dòng mic này khi mình phối ghép với cái bộ này á, thì bên mình cũng đã có là tuyển chọn rồi và cũng đã có test qua này kia cả rồi. Cho nên là khi mà được phối ghép vào đây á, thì nó cũng tương đối là ok. Nó có lệch nhau một chút thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà có một cái lệch nhau nhiều nhất đó chính là chiếc mic số SM58 này. Hàng xịn nhất, lịch nhau nhiều nhất mọi người ha. Lát nữa lịch nhau ở phần nào lát nữa mình sẽ nói cho mọi người. Còn cái sound mic 59 này thì từ trước tới giờ bên mình phối ghép với cái dòng này khá là nhiều. Hiện tại bây giờ thì mình đang phối ghép với combo đó là IC38 và vang số cái 180A và một chiếc main crowd. Mình test cái mic sound mic 59 thì mình thấy âm thanh ra khá là ok, tiếng rất là ấm và nó không có bị ché, bị chói tiếng. Những cái dạng tần số đâu đó là từ 2 kHz lên tới là 20 kHz, nó không có bị thét, bị chói như cái dòng như cái mic Trung Quốc cũng là 5-6 triệu đây. Vì mic này thì bên mình cũng đã có tuyển chọn và đã có phối ghép với cái bộ này cũng khá là nhiều rồi. Và tiếp đến là mic thứ hai. Cái mic này thì cái tiếng nó mình cảm nhận được là nó hơi mọng hơn và những cái tần số cao đâu đó là từ 2 kHz lên tới là 10 kHz á, nó bị hơi ché, nó bị không được ấm, không được mượt như cái mic 599 mà mình hát lúc đầu. Rồi. Và cái mic thứ ba là cái mic Shure SM58. Không biết tại sao mà cái mic này á mình phối ghép với mixer và các hệ thống khác thì âm thanh ra rất là thật và rất là hay. Nhưng mà khi mình đưa cái mic này vào cái combo này thì cái mic này là mic tệ nhất. Đấy, hàng chính hãng, hàng Shure chính hãng mọi người ha. Tiếng rất là mọng và nó bắt cũng không được xa. Khi mình để xa thì nó bị mờ tiếng, cảm giác nó cái âm nó không được dày và không được mượt tiếng như hai cái mic vừa rồi mọi người. Đó. Cho nên mọi người chúng ta nắm được một điều đó là không phải mic chính hãng, mic xịn mà chúng ta cứ phối ghép vào là nó hay đâu. Nó liên quan tới rất là nhiều yếu tố, nó phải phù hợp với nhau thì khi đó cái âm thanh nó cho ra nó mới tối ưu hết được mọi người ha. Rồi, thì bây giờ tiếp đến là giải pháp làm sao để chúng ta lựa chọn được một cái bộ mic nó chuẩn, nó phù hợp với thiết bị chúng ta đang có. Bây giờ không lẽ chúng ta đi ra ngoài tiệm, chúng ta xách một lúc 4-5 cái bộ mic về để chúng ta cho vào thiết bị của chúng ta hay sao? Làm như vậy thì không có được.
Đó, cho nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái giải pháp cơ bản để chúng ta nắm được, để chúng ta lựa chọn làm sao mua cho mình được một cái bộ mic phù hợp với thiết bị của chúng ta. Điều thứ nhất là chúng ta cần tìm những cái đơn vị uy tín, chúng ta gọi tới và chúng ta nêu rõ các cái thiết bị mà chúng ta đang có. Ví dụ như là chúng ta đang xài loa gì, vang số như thế nào, rồi là main công suất như thế nào. Thì như vậy thì các bạn kỹ thuật họ sẽ nắm được và họ sẽ tư vấn cho mọi người có nên thay mic hay không, và nên sử dụng mic nào để cho nó phù hợp với những thiết bị đó. Không nhất thiết là chúng ta phải mua mic. Khi mà chúng ta dạy bài như vậy thì kỹ thuật họ sẽ nắm được là trường hợp đã như vậy rồi mà lại cũng không hay, là vì rất là nhiều nguyên do, có thể là do vấn đề setup, có thể là do vấn đề thiết bị vang số nó chưa phù hợp, hoặc có thể do vấn đề một cái gì đó, thì họ sẽ nắm được và họ sẽ giải bày cho mọi người để mọi người chúng ta có nên nhất thiết là phải lựa chọn cặp mic khác hay không. Và giải pháp thứ hai là khi chúng ta đã xác định được cái vấn đề là do cặp mic của chúng ta rồi, cặp mic chúng ta không hay, cái thứ nhất là vì chúng ta mua mic quá rẻ tiền đi, hoặc là chúng ta sử dụng một thời gian lâu dài cái cụ mic của chúng ta nó bị kém chất lượng đi, nó làm cho âm thanh không có được đạt, cho nên đòi hỏi bắt buộc chúng ta phải mua mic. Thì khi chúng ta mua thì chúng ta nên lựa chọn một đơn vị nào họ đồng ý tới tận nhà setup tinh chỉnh cho chúng ta, cân bằng cho chúng ta, thì chúng ta hãy mua. Chúng ta không có nên là cứ thấy người ta bán, người ta review mạng này hay, là chúng ta đặt mạng nó về chúng ta cắm vào cái hệ thống âm thanh của chúng ta mà nó tối ưu đâu. Thì thực chất thì cắm vào nó cũng hát được thôi, cũng ok. Nhưng mà mình đảm bảo với mọi người rằng là nếu như không cân chỉnh lại á, thì nó sẽ không bao giờ có thể là nó tối ưu hoàn toàn được. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy là hay rồi, nhưng không phải đâu mọi người. Khi mà chúng ta được cân chỉnh lại thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ là cái bộ âm thanh này tôi mua chỉ có 50 triệu thôi, thì chúng ta cứ nghĩ là như vậy là mình hát được như vậy là đã là hay rồi. Nhưng mà không, hoàn toàn không phải. Nó có thể còn hay hơn được rất là nhiều nữa, chứ không phải là hay chỉ có như vậy thôi mọi người ha. Thì đó là những cái gì mà mình đã gặp phải, mình đã vấp phải. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta để chúng ta có thể là nắm rõ hơn khi chúng ta muốn xác định thay đổi một thiết bị gì đó, thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái đơn vị uy tín để họ tư vấn cho chúng ta một cách đúng nhất, để tránh trường hợp mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua thiết bị rồi về dùng không được, như vậy sẽ rất rất là oan mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.